Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Mừng Chúa Giáng Sinh do Kỳ Vân cư sĩ biên khảo như sau. Mừng Chúa Giáng Sinh. Mừng Chúa Giáng Sinh dâng bông hoa. Thiền Tịnh Biểu Sơn chúc mọi nhà an bình tọa nguyện theo như ý, kính Chúa chỉ tâm đến năm gà. Vì sao Chúa phải chịu đóng đinh? Vì yêu nhân loại Chúa hy sinh, treo thân quằn quại trên thập giá, cứu rỗi nhân loài bởi nặng tình thương chúng cõi hồng trần. Chúa nguyện cúng dường trọn tấm thân, mặc dòng máu chảy trời rớt lệ. Ngàn năm nhân loại mãi bâng khuâng, Chúa đã ra đi vì yêu người. Một mình gánh khổ khắp nơi nơi, đắng cay Chúa nguyện đành cam chịu, gieo sâu bác ái tận muôn đời. Chúa hẹn dậu này Chúa trở về, trong cảnh nhân loài cõi trần mê, khi bom nguyên tử rung trời đất, tang thương chết chóc khắp tư bể. Chúa cứu loài người khỏi diệt vong, phép linh Chúa giải khắp đại đồng. Cứu hiền trừ ác theo thiên luật, lưới trời không sót một mảy lông. Sydney, ngày 18 tháng 12 năm 2023, Kiểng Xuân. Dậu Phật ra đời. Trong cuốn Chapters of Life, ấn bản cách này hơn nửa thế kỷ của vị Lạt Ma Tây Tạng Tê, Lobsang Rampa, có lời tiên tri rằng đấng cứu thế hay đấng lãnh đạo thế gian, ai muốn gọi ngài với danh vị gì tùy sở nguyện, the Xavier or leader, whichever you prefer. Ngài sanh vào đầu năm 1985 và được sự giáo huấn rèn luyện thật đặc biệt. Ngài gốc người châu Á. Tất nhiên đấng cứu thế cũng phải có những môn đồ thân cận hay những người phụ tá, hay những vị bộ trưởng, tùy sở nguyện ai muốn gọi họ với danh vị gì cũng được, call them what you like. Họ là những người đặc biệt sinh ra đời để phụng sự thế gian. Người đồ đệ đầu tiên của ngài sanh năm 1941 và những người đồ đệ kế tiếp sanh muộn hơn. In 1941, the first of the disciples was born, and others have been born since Chapters of Life, page 23. Lời bình, đấng cứu thế sinh ra đầu năm 1985, the actual Xavier Win be born early in 1985, and in the interim the disciples Win be preparing the way. Đầu năm 1985, tức tháng 1 dương lịch, nhằm vào tháng Chạp hay tháng 12 AL. Năm Giáp Tý ứng với câu sấm trạng trình, năm Giáp Tý vẻ khuê đã giảng. Cụm từ vẻ khuê là vì sao khuê báo điểm linh ứng đấng cứu thế giáng trần. Sau đây là phần trích những dòng thơ minh họa chiến tranh phát khởi từ năm Hùm Nhâm Dần 2022 ở Đông Âu Ukraine và năm Mèo Beo Quý Mão 2023 ở Trung Đông Israel. Gaza, binh lửa khốc liệt dàn dai tràn lan qua Á Châu Biển Đông. Bom nguyên tử nổ chết chóc khủng khiếp, đấng cứu thế ra đời năm gà Kỷ Dậu 2029. Cơ thâm thì họa diệt thâm. Nào trong sách sử có lầm ở đâu, người khôn nghe nói càng giàu. Người ngu nghe nói ngửa đầu cười reo. Rồi sau sẽ thấy hùm beo. Khắp trong bá tánh, hiểm nghèo đáng thương. Điên này vương lịnh minh vương. Với lịnh Phật đường đi xuống giảng dân, thấy trong bá tánh phàm trần. Kẻ khinh người nhạo thần tiên quỷ tà, mặc ai bàn tán gần xa. Quỷ của Phật bà sai xuống cứu dân, kẻ xa thì mến đức ân, làm cho người gần ganh ghét khinh khi. Nam mô, mô Phật từ bi. Miệng thì niệm Phật lòng thì tà gian, khắp trong bá tánh trần hoàn. Cùng hết xóm làng đều bị người điên, điên này xưa cũng như ai. Vào các gia đài tột bực giàu sang, nghĩ suy danh lợi chẳng màng, bèn lên ẩn giật lâm san tu trì. Nhờ trời may mắn một khi, thần thơ lại gặp đức thầy Bửu Sơn, cúi đầu điên tỏ nguồn cơn. Động lòng bác ái ra ơn dạy chuyển, thấy điên tâm tánh quá thiền. Nội trong sáu khắc biết liền thiên cơ, chuyện này thôi nói sơ sơ. Để rộng thì giờ nói chuyện trơn tu, dương trần kẻ trí người ngu. Ham võng ham dù danh lợi xuê sang, cơ đà đến nước bất an. Chẳng lo tu niệm tham gian làm gì. Phật trời thương kẻ nhu mì. Trọng cha, yêu Chúa kính vì tổ tông. Ngồi buồn nói chuyện bông lông. Khắp trong trần hạ máu hồng nhuộm rơi. Chừng nào mới đặng thành thơi, dậu Phật ra đời thế giới bình yên. Điên này điên của thần tiên. Ở trên non núi xuống miền Lục Châu, đời còn chẳng có bao lâu. Giảng lo tu niệm Đặng Trầu Phật Tiên, khuyên người đời tu niệm, Đức Huỳnh Giáo Chủ viết năm 1939. Lời bình, theo lời tiên tri của Lạt Ma Lobsang Rampa viết trong quyển Chapters of Life, tính đến năm 2029, đấng lãnh đạo thế gian đúng 44 tuổi, và người môn đồ thân cận lớn tuổi nhất đúng 88 tuổi. Cầu sấm, rồi sau sẽ thấy hùm beo. Thuật ngữ hùm ám chỉ năm Nhâm Dần 2022 chiến tranh bùng nổ Ukraine, và thuật ngữ beo ám chỉ năm Mèo Quý Mão 2023 chiến tranh bùng nổ Trung Đông Israel, Gaza. Đức Huỳnh Giáo Chủ gián tiếp giải thuật ngữ beo trong bài Vịnh Con Beo Đá tại nhà ông Ký Giỏi như sau. Beo ơi beo hỡi là beo. Gần cọp sao mi lại giống mèo. Phụ lục, từ đây diệt quốc giống nòi, nói ra bá tánh để coi luật trời. Kỳ này trừng phạt khắp nơi, chun đầu hết giáo về thời tối tăm, tí xỉu rồi mới sai lầm. Dần mẹo mới thấy lôi âm phạt trừng. Trời đà phá phục hưng. Thanh lọc tất cả nửa lừng lửa thiên. Đốt thôi cháy hết cuồng điên. Năm dần rồi biết không hiền nghe hôn. Năm mẹo võ trụ càn khôn. Chuyển luân lập vị trường tồn đáo lai. Càn khôn chỉ có một ngày. Nói cho bá tánh chuyển lai khôn lường. Ta muốn bí lối trận đường. Ta không nói nữa không thương dân tình, nhưng mà khai đạo huyệt linh. Nói cho một chút dân tình coi chơi. Quay về nguồn cội trang 290. Đức Thầy Bần Sĩ Vô Danh Thuyết, Thiền Tịnh Biểu Sơn Sydney ấn tống năm 1997. Nay mai sụp đổ cù lao. Giáp vòng bi lụy máu đào tuôn rơi. Nói thiệt không phải nói chơi. Ngọ Mùi Thân Dậu lập đời đó dân. Lập rồi cái hội tân dân. Lập rồi cái đại phong thần kỳ ba. Bây giờ ta mới nói ra. Sắp đây mở hội long hoa bớ người. Lọc ai phước đức cao dư. Đặng mà lập lại con người thượng nguồn. Nói ra có kẻ buồn hờn. Ta đâu có sợ keo sơn được rồi. Nói đi nói đứng nói ngồi. Nói rằng nứt nắp bể nồi giã hai. Nói rằng cuồng loạn hăng say. Từ đây cháy hết được quay chỗ nào. Bên Tây rồi lại bên Tàu. Bên Anh bên Nhật cũng nhào tiêu diêu. Không mai ắt cũng đến chiều. Mỹ Nga cũng vậy, Mỹ Miều cũng san. Đức cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết nhân dịp Kỳ Vân cư sĩ từ Úc về Việt Nam diện kiến Đức Ngài. Kết tập sách Thiền Tịnh Biểu Sơn trang 105. Hội cư sĩ Thiền Tịnh Biểu Sơn Sydney ấn tống năm 2002. Lời bình, câu sấm, nói rằng nứt nắp bề nổi giã hai. Cụm từ bề nổi ám chỉ lãnh tụ giặc Tàu gây ra trận Biển Đông sẽ chết trong thế chiến ba đúng luật nhân quả. Gieo gió gặt bão. Cụm từ giã hai ám chỉ sau khi vị lãnh tụ giặc Tàu gây chiến Biển Đông chết bề nổi, thì hai ông trùm Mỹ Nga tranh ngôi bá chủ đánh bằng vũ khí nguyên tử, biển Bắc bán cầu nhiễm phóng xạ nguyên tử. Cầu sấm, Mỹ Nga cũng vậy Mỹ Miều cũng san. Chữ san nghĩa là san bằng tiêu tan tận thế, vì kể từ thời điểm Nga-Mỹ đấu chiến, các cường quốc tham chiến hỏa tiễn nguyên tử bay dập trời Đông Tây, chết chóc khủng khiếp. Khi thấy có sự cố bể nổi, bá tánh biết đó là điểm tận thế, hãy tu mau kẻo trễ. Muốn rõ đạo màu diệt khổ có từ lâu, thần tú ra đời lại góp thâu. Chuông mõ, sám kinh bèn kể sửa, sáo phướn truyền lưu lấp đạo màu. Niệm chữ A-di dẹp lòng sầu, dáng chỉ kinh kệ hoặc mau lâu. Cũng có ngày kia ta giải thoát thì ta rõ đạo màu. Tây phương cực lạc Phật hằng hà, ta dáng bền lòng Phật chẳng xa. Trong cõi trần mê còn mong đợi, thấy Phật chỉ tâm đến năm gà. Đức Huỳnh Giáo Chủ viết tại Hòa Hảo, năm Canh Thìn 1940. Sydney, ngày 18 tháng 12 năm 2023, Kỳ Vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báu để xem.